Những anh em ở vùng sâu vùng xa hay đi rừng mà để săn bắt cần cái vai tiếng của con sóc đen hay còn gọi là chồn sóc côn đảo, sóc núi, cái con trên màn hình nè anh em. Bên Thuận thì có hai file khác nhau, thì hai màu Thuận đưa hình hai con đó ra khác nhau cho anh em coi. Thì bên Thuận có tiếng vip chuẩn để anh em đi làm kinh tế, mở lên nó nghe nó sẽ ra rất nhanh nha anh em. Anh em nào cần file này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra Thuận còn có tất cả các loại tiếng khác trong kênh sân bay, anh em bấm vô để tham khảo. Cảm ơn anh em nha.